Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm canh tí. Ngày này là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, sung với thân hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. vài tuổi xung khác trong ngày tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt gồm sao thiên quan tốt mọi việc sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa đặt giường sao tam hợp tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao đại hao tự khí quan phú xấu mọi việc sao thụ tử xấu mọi việc sao nguyệt yếm đại họa sáu đối với xuất hành giá thú sao cựu không kỵ xuất hành cầu tài lộc khai trương sao lôi công sáu đối với xây dựng về nhà cửa về các hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi tí có được cái sự tự tin hơn hẳn về tiền bạc. Có thể là một cái khoản tiền nào đó vừa nhận về khiến cho bạn tuổi tí cảm thấy rất chi là thoải mái hơn trong cái việc chi tiêu của mình nhé. Thế nhưng với bạn tuổi tí bạn nên nhớ là cần phải cẩn thận kẻo bạn đang tạo ra cái bậy cho mình khi chi tiêu không tính toán nữa đoạn trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh, cái điều này hỗ trợ cho bạn mệnh tuổi Tý về cái phương diện tình cảm rất chi là tốt, một nữa sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ cho bạn khi bạn gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra những cái mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay cũng diễn ra rất chi là sung xỉa và tốt đẹp trong ngày thứ hai này đối với bạn tù tý cầu tài lộc khai trưng xuất hành đầu tư ký kế kết hợp đồng có lợi thế hơn người và đặc biệt là nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là thị thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn tù tý có được công việc thuận lợi và có được cái nguồn tài lộc về tay nữa nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tìm ra một sự thật nào đó tử vi tuổi bính tý thuộc thủy hãy nghĩ tới đường dài tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đừng ép bản thân làm điều mình không thích tử vi tuổi canh tý thuộc thổ hãy tối ưu hóa cách làm mọi việc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tò mò sẽ chỉ khiến cho bạn buồn đó vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang có cái điểm báo sẽ gặp những rắc rối, phiền toái nảy sinh do kiếp tài đưa tới, khiến cho bạn tuổi Sửu cảm thấy đau đầu, suy nghĩ và tìm tòi hướng giải quyết thay vì tập trung toàn lực cho công việc của mình nhé. Và may mắn là trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu á, nơi gia đình, bạn bè với bạn sẽ tìm thấy được cái sự xoa so dịu sẽ giúp cho bạn có được những phút giây thoải mái, thư giãn bên người mình yêu thương sau một ngày làm việc vất vả luận. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu bạn cũng đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe là vấn đề khiến cho bạn tuổi Sửu cảm thấy lo lắng trong ngày hôm nay hoặc nếu không, cũng là vì người nhà bị ốm bệnh cho nên với bạn tuổi Sửu đang tốn nhiều công sức tiền bạc để chăm sóc cho họa và lúc này với bạn tuổi Sửu, bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi hơn là làm việc nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu nhân thần ở thắt lưng cạnh trong khớp cổ chân, mù bàn chân. Chính vì cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi xỉu nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này đoạn. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn cũng đang có cái điểm báo, có sự rối rắm, tranh chấp, bất đồng ý kiến, khó lòng phát triển, dễ hao tài, tốn của, tiểu nhân quấy phá nhé. Và nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa, thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây, hai cái hướng này sẽ hạn chế những cái rủi ro cho bạn đó. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, đừng tự trách bản thân, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, hãy thay đổi kế hoạch nếu cần, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa của khúc mắc trong mối quan hệ, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cảm thấy tổn thương sâu sắc, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy sống là chính mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có những bất đồng có thể nảy sinh ở nơi gia đình hoặc là một số sự cố do thiên quan đưa tới khiến cho bạn tuổi dần phải đau đầu để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, cách sự cố gắng của bạn sẽ giúp đền đáp xứng đáng cho bạn nhé. Nhưng đời sống cá nhân của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay sẽ hoàn toàn khác biệt với cái công việc của bạn. Nhờ thế mà với bạn tuổi dần có thêm được năng lực và sự hứng khởi và những thành quả giá trị ở nơi công sở cho bạn nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi dần rằng đã đến lúc bạn mệnh cần phải dành thời gian để được nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và tạo thêm nhiều cái nguồn cảm hứng mới trong thời gian sắp tới với bạn. Việc làm trong lúc này thiếu đi cái sự tỉnh táo sẽ khiến mọi việc càng dễ trở nên sai sốt hơn bạn tuổi dần nhé. Và ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, ngày này bạn đang có được nhiều tín hiệu tốt về tài lộc, đi xa có người giúp đỡ, ký kết hợp đồng, mở kho, giao dịch cũng đều tốt nhé. Theo Khổng Minh, ngày mùng 10 tháng 9 năm canh tí này, ngày này xuất hành hay là cầu tài đều được như ý, đi đâu, làm gì cũng thông đạt bạn tuổi dần nhé. Và bạn đừng quên nếu như xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái cơ may trong công việc cũng như là tài lộc nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đừng cố gắng đối đầu. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa họ, nên học cách cân bằng cuộc sống. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tinh thần của bạn không vững. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc bạn đang sai sốt mà không biết. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim hãy tìm cách hòa giải đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dần. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày có tam hội nhắc nhở bạn tuổi Mão đừng quên bù đắp cho gia đình bạn bè vì bạn đã bỏ bê họa đã lâu đó nhá và bạn tuổi Mão dù bạn không thể thoát hoàn toàn khỏi công việc vốn đang phát triển rất chi là tốt đẹp nhưng cũng có thể thư giãn bằng nhiều hình thức như là tập thể dục cùng bạn bè, tham gia các hoạt động thú vị khác cùng với họ bạn nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn lại đang gặp ngày có chính quan xuất hiện. Cái điều này cho thấy các hoạt động tương tác ở nơi công sở đem lại cho bạn tuổi Mão thật nhiều tiếng cười và niềm vui trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão cũng đừng vì thế mà quên những công việc được giao phó bạn cần phải hoàn thành chúng một cách hiệu quả trước khi trở về nhà và có một buổi tối thật dễ chịu bên người thân của mình nữa đối với bạn tuổi mão nhé ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi mão lại không thực sự được tốt bạn dành thời gian cho những nhiệm vụ mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Và với bạn tuổi mão, bạn hãy cho mình tận hưởng cái sự thoải mái, thư giãn nữa. Có như vậy thì tinh thần của bạn mới có thể khá lên được bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy chấp nhận sai sót của ai đó tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có thêm ý tưởng mới tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ điều gì chưa chắc chắn thì đừng làm tử vi tuổi tân mão thuộc mộc bạn quyết định cuộc sống của mình tử vi tuổi quý mão thuộc kim có tin vui về tình cảm luận về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tử thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày có tam hội khuyến khích bạn tử thìn gặp gỡ nhiều người trong ngày hôm nay đó là cái cơ hội để cho bạn tử thìn mở rộng cái mối quan hệ xã giao của mình cho nên với bạn tử thìn bạn cần phải chuẩn bị cho bản thân mình thật kỹ càng để gây ấn tượng đối với đối phương bạn tử thìn nhé Ngoài ra, trong ngày thứ hai này, đối với bà tử thìn, bạn cũng nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, vì rất có thể câu nói của bạn vô tình phá hủy công sức và hình tượng của bạn gây dựng bấy lâu nay trong mắt của họa luận. Trong ngày thứ hai này, đối với bà tử thìn, ngày này, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này mang tới cho bạn tử thìn đang có những cái vấn đề liên quan tới tiền bạc có thể chưa hết tháng mà với bà tử thìn đã hết tiền hoặc vì có công việc gì đó xảy ra bạn cần tới một khoản tiền bất ngờ cái điều này ảnh hưởng khá chi là nhiều đến số tiền mà bạn muốn tiết kiệm để dành đối với bà tử thìn nhé và trong ngày thứ hai này, đối với bà tuổi Thìn, sự cố gắng bảo vệ quan điểm của mình có thể gây ra những cái sự căng thẳng vì mâu thuẫn ở nơi công sở do tỷ kim gây ra cho bạn khi những người đồng nghiệp không tìm thấy tiếng nói chung nhé. Tuy nhiên với bà tuổi Thìn, bạn nên có trái tim cởi mở khi cùng nhau trao đổi ý kiến có như vậy, mọi người sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn, đừng để cho cái tôi lên quá cao, nếu không cả hai phía đều sẽ cảm thấy khó khăn để có thể nhún nhường cùng nhau giải quyết công việc bạn Tử Thìn nhé. Vai tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, bạn xứng đáng được hạnh phúc, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, hãy quý trọng từng cơ duyên tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nếu bạn cứ cáo kỉnh mọi người sẽ không dám gần tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đừng đánh giá chủ quan tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy thong thả tận hưởng cuộc sống luận về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi cái điều này gây ra cho bạn tuổi tỵ đang có những cảm xúc không tích cực cho lắm trong ngày hôm nay nhé với bạn tuổi tỵ thay vì giữ im lặng và chịu ấm ức thì bạn hãy thẳng thắn chia sẻ cái sự không thoải mái của mình và rồi bạn sẽ dễ chịu hơn khi được người khác thấu hiểu và thông cảm cho mình nhé trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ ngày này may là bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này mang lại cho bạn tuổi tỵ đang có được tín hiệu tốt về sức khỏe của mình có những người bệnh đã lâu nay đã có dấu hiệu hồi phục một cách rõ rệt và nếu như bạn tuổi tỵ có vướng bận gì trong lòng thì nên tìm cách loại bỏ vua bớt những cái vướng bận đó đi để tâm trí của mình được thảnh thơi sức khỏe của mình cũng nhờ đó mà được cải thiện đáng kể bạn tuổi tỵ nhé Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tỵ cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện, hỗ trợ cho bạn. Cho nên, với bạn tuổi tỵ đang có được năng lực mà bạn đang sở hữu, bạn sẽ thực hiện được cái nhiệm vụ liên quan tới những cái lĩnh vực chuyên môn của mình một cách rất chi là xuất sắc như là luật sư, nghệ thuật hay là những người làm sáng tạo. Tuy nhiên, lúc này với bạn tuổi tỵ bạn lại cần có một cái sự tập trung cao độ một chút, không muốn bị ai đó làm phiền quấy rầy đối bạn tuổi tỵ nhé. Từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, hãy biết buông bỏ khi cần. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, cảm nhận của bạn khá chi là chính xác. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, hãy thử làm điều gì đó mới mẻ. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, bạn không thể biết mọi thứ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, có dấu hiệu làm việc quá sức đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt. Từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này Bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần ngọa tuất Cái điều này mang lại tín hiệu tích cực cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay và đặc biệt là đối với những người đang còn độc thân nhé. Tuy nhiên, khi tình yêu chớm nở với bạn tuổi ngọ đừng quá tin vào những lời hứa hẹn của đối phương. Những cặp vợ chồng thì trong ngày này dễ đốn tin vui tình cảm của hai người đã và đang được cải thiện một cách rõ rệt nữa rồi. Được. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn xuất hiện, hỗ trợ cho bạn. Hình ảnh của bạn tuổi ngọ trong mắt mọi người rất chi là tốt, dường như bạn có được sức ảnh hưởng và mọi người tin tưởng những gì bạn nói, lắng nghe bạn rất chi là nhiều nữa. Công việc của bạn mệnh tuổi ngọ trong ngày hôm nay cũng vì thế mà diễn ra rất chi là thuận lợi hơn bao giờ hết nhé. Và với bạn tuổi ngọ, trong ngày này, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển những cái vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, đóng đinh hay là thay khóa cửa bởi những cái việc làm này rất có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nữa bạn tuổi ngọ nhé. Và với bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này có nhiều tín hiệu tốt về tài lộc đi xa có người giúp đỡ, ký kết hợp đồng, mở kho, giao dịch cũng đều tốt nhé. Theo khẩu minh, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm canh tí, ngày này xuất hành hay là cầu tài lộc đều được tốt, làm gì cũng đều được thông đạt. Và với bạn tuổi ngọ, bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây hai cái hướng này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái sự thành công trong công việc cũng như là có tiền tài về tay mình nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có nhiều cơ duyên tốt lành, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đừng nghiêm khắc quá với bản thân, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tìm được người mình yêu, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ may mắn trong cuộc sống, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng cứng đầu kéo lại hỏng việc đó. và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt Tử vi tuổi mùi thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện cho nên nhắc nhở bạn tuổi mùi bạn trở nên gây ra những cái sự tranh cãi với bạn bè hay là người yêu thương mình chỉ vì những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng có nháp mọi thứ đều có thể thay đổi do cách bạn phản ứng với cái vấn đề mà mình đang vướng phải mà thôi đó bạn tuổi mùi nhé. Và bạn tuổi mùi khi bạn bắt đầu nhận ra có những cái rắc rối tiềm tàng thì tốt nhất là đừng có dừng lại và chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Chính cái sự nỗ lực của bạn sẽ giúp cho bạn giải quyết được mọi vấn đề chứ không phải là chờ vào một cái vận may nào đó nhé. Và bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi mùi đang cảm thấy bất an. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mà còn ảnh hưởng tới túi tiền của bạn nữa. Vì tâm trạng của bạn không tốt, thường có xu hướng mua sắm để chua đỡ buồn. Cái điều này làm cho cái ví tiền của bạn đang có cái sự hao hụt đi đáng kể đoạn về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nhớ tránh xa cán rõ tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy điều kiện gây ra sự bất lợi tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa niềm tin bị mai một tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có những vấn đề cần phải ngồi lại giải quyết Đó. về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. từ vi tuổi thân thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này Bạn đang có cái điểm báo Có cái sự xuất hiện của hình hại vô ơn Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi thân Nếu muốn giúp đỡ ai đó Thì giúp bằng cái tâm của mình Chứ đừng có mong cầu người đó đáp lại Vì bạn sẽ nhận về cái sự thất vọng lớn lao đó nhé có những người họ xem việc nhận sự giúp đỡ từ ai đó là đương nhiên và họ không vì thế mà tôn trọng bạn đâu đó bạn tuổi thân nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi thân, ngày này bạn lại đang gặp được ngày của thực thần nâng đỡ. Cho nên, cái vận trình của bạn có phần được dễ chịu với những đối tác thú vị sẽ đem lại cho bạn có được những cái cơ hội để hiểu thêm về đối phương cũng như là hiểu về chính mình. Và hôm nay cũng là thời gian phù hợp để cho bạn giải quyết những cái hiểu lầm giữa bạn và một ai đó. Vì vậy với bạn tuổi thân, bạn hãy thẳng thắn cởi mở để cho hai phía thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa nhé. Nhưng ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi thân đang bị ảnh hưởng khá chi là nhiều bởi bạn luôn căng thẳng và cái điều này ảnh hưởng tới thần kinh của bạn. Với bạn tuổi thân trong ngày này, bạn hãy làm việc gì để cho bản thân của mình cảm thấy được vui vẻ, nụ cười sẽ giúp cho bạn xua tan đi cái sự mệt mỏi và giúp cho bạn giải tỏa được cái sự căng thẳng để có thể quay lại làm việc được hiệu quả hơn nhé vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy không nên đánh giá qua hình thức tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tìm cách hóa giải mâu thuẫn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ hãy vô tư giúp người khác tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp xung đột tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tiền bạc được khởi sắc đoạn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tử dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tử dậu không tìm thấy được cảm giác háo hức muốn tham gia các hoạt động tập thể trái lại bạn chỉ muốn giấu mình đi một chút mà thôi thêm vào đó cái sự ồn ào và mâu thuẫn xung quanh khiến cho bạn tuổi dậu cảm thấy mệt mỏi bạn muốn tách mình ra khỏi đó và có được những cái giây phút riêng tư cho mình đó. với bạn tuổi dậu rõ ràng bạn không muốn bị vướng vào những cái tin đồn những thị phi không đáng có nhưng do trong ngày đang có mộc kim xung khắc cái điều này làm cho bạn tuổi dậu vẫn có những việc ngoài ý muốn xảy ra thay vì phàn nàn bực bội bạn hãy tìm cách để cải thiện tình trạng hiện tại nếu khó khăn có thì bạn nên nhờ người có kinh nghiệm để hỗ trợ cho bạn nhé. Và với bà tuổi dậu trong ngày thứ hai này, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo những cái điều này rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi bạn tuổi dậu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nên chọn mua đồ chất lượng, về tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa đừng phụ thuộc quá vào ai đó tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ thứ gì không thường xuyên dùng thì nên bỏ đi tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc việc gì không chắc chắn chớ nói ra tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hãy tính tới những điều tệ nhất có thể xảy ra luận về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này nhờ có tam hợp xuất hiện. Đây là cái dấu hiệu tốt cho những bạn tuổi Tuất. Bạn đang cảm thấy được tự tin hơn rất chi là nhiều khi theo đuổi và tán tỉnh một ai đó, đối phương cũng có thể đang bật đèn xanh cho bạn mà bạn không biết đó nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất những cặp đôi đang có mâu thuẫn thì đây chính là lúc để hai bạn giả hòa với nhau nên bỏ qua hiểu nhầm để cùng nhau bước tiếp trên cái con đường xây dựng hạnh phúc gia đình nhé. Nhân ạ trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này đang tạo nên sự ngăn cách trong cái mối quan hệ của bạn tuổi tuất ngày hôm nay nơi gia đình mọi thứ có phần rắc rối tuy nhiên tâm trạng tích cực của bạn tuổi tuất sẽ giúp giải quyết được mọi thứ một cách ổn thỏa và quan trọng nhất là suy nghĩ của bạn thế nào đối với bạn tuổi Tuất nhá Ngày này với bạn tử Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Tuất không biết cương nhu phù hợp. Với, đó là cái nguyên nhân gây ra cái sự căng thẳng với người khác và trước khi đổ lỗi cho ai đó thì bạn tuổi Tuất nên kiểm điểm lại bản thân mình. Bạn cũng là người góp phần cho những cái mâu thuẫn đó nảy sinh đó bạn tuổi Tuất nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa không nên ăn nói tùy tiện. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tìm được hạnh phúc cho mình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nên học cách thích nghi với tình huống. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chớ nên gây hại cho chính mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy đừng cố tỏ ra là một kẻ khác. và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Tử vi tuổi hợi thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị Hợi. Cho nên, với bạn tuổi Hợi không thích hợp để chia sẻ những cái suy nghĩ ở trong lòng mình, bởi vì dường như mọi người không hứng cho lắm với cái việc lắng nghe những thông tin từ bạn đưa ra đoạn và bạn tuổi Hợi tốt nhất là bạn nên tập trung vào những cái công việc của bản thân mình và đừng có bận tâm quá đến những cái chuyện chi tiết nhỏ nhặt nếu không càng ngày làm cho bạn càng thêm mệt mỏi mà thôi nhé may mắn là trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi sớm tìm ra cách phù hợp để điều chỉnh lại mọi việc vì thế, lúc xảy ra bất cứ sự cố nào cũng phải giữ bình tĩnh, không nên nặng lời với bất cứ ai. Nếu không, bạn sẽ phải hối hận vì cái điều này bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi hợi, thiên tài xuất hiện sẽ đem lại cho bạn tuổi hợi có được tâm trạng rất chi là phấn khích và vui vẻ có thể là vì bạn nhận được một cái khoản tiền làm thêm nào đó hoặc là được ai cho hay là trúng thưởng trong ngày do cái vận may của bạn và bạn tuổi hợi bạn có thể dùng một cái khoản nhỏ trong số đó để mua đồ mà bạn yêu thích xem như là cái phần thưởng dành cho mình bạn tuổi hợi nhá về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đừng ngại vất vả tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hoàn thành nhiệm vụ giang dỡ. tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, bạn vẫn còn nhiều cơ hội tốt. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, có những vấn đề không thể né tránh. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, hãy bình tĩnh suy xét. Đoạn. và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.